Anh xin mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay. Trước màn hình của cô chú anh chị các bạn là những hình ảnh của con đường biển Phạm Văn Đồng, khu vực phía bắc của thành phố Nha Trang. Hướng này em đang đi về trung tâm của thành phố. Thì từ đây đi về trung tâm thì tầm khoảng 5-6 cây số nữa vậy. Ở dọc đây là những cái nhà hàng, quán ăn, cơm niêu Việt Nam nằm trên con đường biển Phạm Văn Đồng. Số 6 Phạm Văn Đồng là một cái hotel and spa Bottom Blue 5 sao. Có spa rồi, ở khu vực này nhiều lắm. Có khách du lịch họ ghé qua đây, họ ở đây Wonderland Hotel 3 sao nè. Mấy khách sạn 3 sao ở trên đường biển Phạm Văn Đồng này là cũng đẹp lắm đấy không nhỉ. 3 sao là ở cũng ngon lắm rồi luôn á. View biển luôn. Cái điều nó ở đây thì nó cách xa trung tâm thôi, xa trung tâm của Nha Trang. Buổi tối ở đây thì ra bên khu vực của biển Hòn Chồng, khu vực của con đường Hòn Chồng với Phạm Văn Đồng là nhộn nhịp nhất. Còn muốn nhộn nhịp nữa thì về quảng trường 24 thì phải đi thẳng nữa, đi phải khoảng 5 cây số nữa. Ở từ vị trí này đi 5 cây số nữa mới tới quảng trường cũng như là chợ đêm ở trung tâm, khu trung tâm bên đường Trần Phú của thành phố Nha Trang. Đây bắt đầu mùa hè rồi, mùa của du lịch. Có xe du lịch đổ ở bên mé đường biển quá trời luôn rồi. Xe đoàn rồi xe ô tô cá nhân nữa. Nha Trang này. Dọc đây là Nevada, nắng vàng, rồi nhà nghỉ bãi dương, rất là nhiều những khách sạn dọc đây. Rồi khu vực của Hòn Chồng gần biển. Ở bên con đường biển Phạm Văn Đồng cũng như là khu vực phía bắc của thành phố Nha Trang là con đường này là nhộn nhịp nhất này. Ở
du khách họ sẽ ở khu vực của Mường Thanh, Viễn Kiều này, sau đó họ sẽ đi ra biển để tắm biển rất là gần. Wow, xe ô tô quá trời luôn, để kiến rất mé bên rồi. Khu vực của phía trước của siêu thị luôn. Đấy vậy, chờ nhộn nhịp khu vực Mường Thanh, Viễn Kiều này, khách du lịch khá là đông, khách Tây rồi khách Việt, hình như em thấy đa số khách trong nước nhiều. Dọc ở đây là những cái tòa nhà OC 01, 02, 03. Ăn uống đó, chà, du khách khách Tây rồi cũng ở đây nhiều rồi. Tây khách Việt rồi gì là có hết. Đây là thuộc con đường Cao Văn Bé. Wow, mùa hè du lịch Nha Trang nhộn nhịp rồi, du khách nội địa cũng tăng, quốc tế cũng tăng, ô tô cá nhân quá trời luôn, đổ đây Hà Nội, Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên rồi Bình Dương, Bình Phước, Sài Gòn, quá là đông, đều đông vui luôn rồi. Khu vực phía bắc con đường Nguyễn Phan Đông nhộn nhịp như thế này, đông đúc như thế này thì bên Tàu Phú chắc chắn cũng càng đông hơn nữa. 86 Phan Thiết rồi. Đà Lạt.
dọc đoạn này hình như giờ mới ra lá, giờ mới ra lá non đó kìa. Con đường Tôn Thất Tùng giao với con đường biển Phạm Văn Đồng, đi bên tay phải là quý vị sẽ ra giao lại với đường An Tư, là khu vực của di tích Tháp Bà đó, như là cầu Cái Bóng rồi. Rồi di chuyển tiếp theo con đường này thì sẽ qua cầu Trần Phú cũng như là qua bên con đường biển Trần Phú. Chú chị bạn, đây là những hình ảnh của con đường biển cái cầu Trần Phú này, và bên kia sẽ là con đường biển Trần Phú. Buổi chiều đi trên cây cầu này gió mát lắm này. Kia chở nguyên xe ba gác đi tắm biển vui quý vị. Chở nguyên gia đình xe ba gác đi tắm biển luôn. Biển chiều nay nước rút quý vị. Nước rút ra rất là xa luôn. Rồi, biển rút ra tuốt xa kìa, bờ biển rất là cạn luôn. Rồi, nước biển thì rất là êm luôn, sóng nhẹ nhàng. Rồi,
biển chiều nay êm quá, tắm quá sướng luôn quý vị ạ. Rồi, biển đông nghẹt luôn, chạy dọc từ vị trí khu vực của gần khu điện này, cũng như là bên kia là công viên Yến Phi nữa mày. Đó. Xuống chạy dọc cung đường biển Trần Phú là đông nghẹt. Trời ơi, biển mùa hè, biển hôm nay sóng khá là êm luôn và cạn nữa chứ, tắm quá sướng luôn á. Biển hôm nay đẹp quá quý vị ơi, trời ơi hầu như không có sóng luôn. Wow, đông kinh khủng. Ô, cái đoạn phía dưới quý vị, đoạn gần quảng trường nữa, đông lắm. Phía từ xa kia là đảo Hòn Tre, Vinpearl.